Mình sẽ sọt cái con chuột coi nó có chín có gì chưa ha. Lúc này thì chuột nó cũng đã mềm rồi. Mình tiếp tục mình sẽ nêm nếm nha. Ai ăn ngọt thì cho ít đường, còn ai ăn ngà mặn thì mình cho nhiều đường vô nha. Không không, mình cho ít đường thôi nha mọi người. Giờ thì mình nêm nếm xong mình sẽ cho bắp chuối vô nè. Bắp chuối xong mình sẽ cho cái bông súng vô luôn. Bông súng với bắp chuối nó cho vô tầm khoảng 2-3 phút là lúc này mình sẽ thử luôn ha. Mình thử thì lúc này nó quá trời chua mọi người ơi. Mình cho thêm tí nước nó cho nó bớt bớt chua lại. Sau khi hả chuột với cơm mẻ mình nó hòa quyện nó chín rồi thì mình sẽ đâm muối ớt nha. Thì canh chua cơm mẻ mình ăn với muối ớt mới được. Đang nói chuyện lồng tiếng đâu này kia mà cái ông bán chó ông chạy ngang hả là mình giật mình luôn. Thôi giờ thì mình sẽ cho ba cái ngò với ba cái quế vô cho nó khử mùi thơm ha mọi người. Cho vô xong rồi bây giờ thì cái bước quan trọng thì mọi người cũng biết rồi đó. Mình sẽ cúng giấy tại đây cái nha. Tại vì chỗ này phước mặt phước mày á. Sau khi mình cúng giấy tầm khoảng 5-7